thân người là chấp pháp như vậy mà không phải phạm pháp sao tu la thần chậm rãi gật đầu được ta với ngươi bây giờ đến trước thần giới ủy ban lý luận một chút xem cái gì là thứ tự trước sau đi ta chỉ hỏi ngươi một câu đừng tam vì sao tại thời điểm giết chết thâm hải ma kình vương lại có thể vận dụng được lực lượng của ta thần giới không có khả năng chuyển thờ lực lượng của mình xuống nhân loại đó là ta cho hắn sao bà tắc tông chúng ta gặp lại tại thần giới ủy ban nghe xong hắn nói mấy lời này hải thần đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại Nhìn không được hồ lớn một câu Khốn khiếp thật Thần sắc trên mặt cũng nhất thời trở nên xấu hổ một chút Vốn là trước giờ hắn vẫn nghĩ Tu La Thần đợi đến thời điểm đường tam sắp hoàn thành hải thần truyền thừa Kế thừa thần vị của mình đột nhiên chạy đến hớt tay trên Nhưng mà nghe xong Tu La Thần nhắc nhở Hắn mới nhợt đột nhiên nhớ đến Sát thần lĩnh vực kia của đường tam là khi hải thần truy tâm của mình gặp được hắn Hắn cũng đã có sẵn rồi Thứ lĩnh vực kia mang trong mình hơi thở chết chóc của Tu La Thần Tự nhiên cũng là đại biểu đặc thù cho người mà Tu La Thần tuyển chọn Tu La, ngươi đứng lại đó cho ta Nói rõ ràng một phen đi nào Ngươi đúng là không công bằng Đến trước thần giới ủy ban bổn tọa cũng không sợ Cái phương pháp tuyển chọn người thừa kế của ngươi ta đã không nói tới Quăng lưới rộng rãi, bồi dưỡng nhiều người Ta thì chỉ hết sức chuyên chú bồi dưỡng một người duy nhất mà thôi Tu La Thần dừng bớt lại không quay đầu nói còn nữa, những lời mà ngươi có thể nói trợ giúp đường tam loại bỏ tạp niệm trong lòng ta đã nghe rõ. Ngươi muốn cho người phát ngôn ba tái tây của ngươi cùng người được ta lựa chọn ở cùng với nhau. Ngươi tự hồ chưa từng hỏi qua ta là có ý đồ, đồng ý hay không. Ông cố đường thần của đường tam tuy rằng ngưng tụ được thành thần hồn, nhưng hồn phách tổn thương nghiêm trọng. Ta còn chưa nghĩ chuyện mà hào phí thần hồn hồn để giúp hắn tu bổ nữa là. Nói xong câu đó, Tu La Thần từng bước từng bước đi ra, đã biến mất khỏi đại môn của hải thần thần điện đừng có uy hiếp người khác như vậy chứ Hải thần bi phẫn giống lên trong họng Tu la thần, ngươi dù sao cũng là anh ta Chúng ta chuyện gì cũng từ từ nói, đợi ta với Thành ngầm lạnh như băng của Tu La Thần Cũng từ trong không khí phiêu lãng đến Mọi chuyện chờ sau khi đường Tam hoàn thành quá trình truyền thừa rồi hãy nói Cho dù ta có nghĩ đến chuyện để hắn trở thành thần giới chấp giả Thì đó cũng là chuyện của cả vạn năm nữa Hải thần cũng lao ra khỏi thần điện hô lớn Mọi chuyện thương lượng lại Ngươi dù sao cũng là một trong ba đại chấp giả, địa vị tương với hai vị thần vương kia mà, cũng không nên nói lung tung trước thần giới ủy ban. Thần giới chấp giả tại thần giới có địa vị cực kỳ cao, có thể quản lý hết thảy, giám sát chủ thần, thậm chí là cả quyền lực của thần vương. Dưới một số tình huống đặc thù, bọn họ thậm chí có thể thông qua phương pháp đặc thù của thần giới để đi đến nhân gian mà chấp pháp. Mà thần giới ủy ban chính là từ hai vị thần vương cùng với ba vị thần giới chấp pháp giả tạo thành gặp phải chuyện đại sự của thần giới sẽ do năm đại ủy viên của thần giới ủy ban tiến hành bầu phiếu trong đó hai vị thần vương đều có được hai phiếu thần giới chấp pháp giả mỗi người có một phiếu nhưng nếu ba vị thần giới chấp pháp giả đều có ý kiến thống nhất mặc dù chỉ có ba phiếu cũng có quyền bác bỏ ý kiến của hai vị thần vương năm vị đại ủy viên này cũng được xưng tụng là thần giới ngũ đại trí tôn na hải thần tuy không nằm trong số ngũ trí tôn này nhưng địa vị cũng chỉ kém có một chút thực lực lại cực kỳ cường đại cho nên nói thế nào cũng không sợ tu la thần kim sắc quang lam làm cho ngân đường tam có chút mơ hồ hắn chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ như có một lồng lốc xoáy kim sắc khổng lồ đang cuốn lấy thân thể mình trước mắt chỉ thấy toàn một màu kim sắc những thứ khác đều không thấy đâu đột nhiên cảm giác mơ hồ trong nháy mắt biến mất luồng lốc xoáy kim quang kia cũng đột ngột tiêu biến đường tam phát hiện lúc này mình đang đứng trên một cái bục cao hình tròn cái bục này có màu kim sắc từ dưới chân truyền lên một cảm giác ấm áp Xung quanh cái bục tròn này là đại dương bát ngát mênh mông, nhưng làm Đường Tam giật mình chính là màu của nước biển không ngờ hoàn toàn là màu vàng kim, kim sắc hải dương là loại cảnh tượng kỳ dị đến mức nào, hơn nữa trong khoảng không cũng tràn ngập màu sắc vàng kim. Đường Tam thông minh như thế nào, định thần lại, hắn nhớ tới những biến hóa biểu tình của Hải Thần trước khi đưa mình đến nơi này, không thể nghi ngờ, mình đoán nhất định là Hải Thần có nguyên nhân nào đó. Ở xung quanh cái bục tròn Đường Tam đang đứng hơi cháy lên một trên một chút tám cái bục tròn nhỏ nổi lơ lửng trên không trung, đường kính mỗi cái chừng hai thước, lấy cái bục của đường tam làm trung tâm, tám cái bục à, lúc trước hải thần đã nói qua, mình muốn hoàn thành quá trình truyền thừa cần phải thông qua tám cửa ải khó khăn, xem ra hẳn là có liên quan đến tám cái bục tròn nhỏ kia. ngay lúc đường tam đang suy ngẫm, đột nhiên từ phía dưới cái bục tròn hắn đang đứng chợt dâng lên một luồng quang mang cuồn cuộn, quanh co hướng về phía thân thể đường tam mà phủ lên đường tam chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt bị luồng năng lượng đó trói lại hoàn toàn không thể phản kháng dần dần luồng năng lượng kim sắc kia đã đem thân thể đường tam hoàn toàn bao phủ bên trong làm cho đường tam dở khóc dở cười chính là ngay cả đến hô hấp cũng bị hoàn toàn phong bế đột nhiên không có gì dự đoán trước, một cỗ cảm giác nóng cháy chợt từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó khi mà Đường Tam còn chưa kịp phản ứng gì, một cảm giác đau nhức mãnh liệt như bị xé nát truyền đến, đau đến mức làm cho trước mắt Đường Tam biến thành màu đen, giống như thân thể bị mổ xẻ ra vậy. Âm thanh ma sát chói tai từ phía sau lưng truyền đến, lúc này tinh thần lực Đường Tam tuy rằng bị phong ấn lại, nhưng cảm giác của hắn lại trở nên cực kỳ mẫn tuệ. Sự thống khổ kịch liệt kia giống như là có người dùng dao nhọn cắn vào sau lưng hắn, đem làn da cơ thể cùng với kinh mạch hoàn toàn mở ra hết, sau đó lại cắt vào mấy cái xương sườn sau lưng, hơn nữa là lách dao vào các khe hở trong xương mà xuống tay, rắc một tiếng, tựa hồ có một khúc xương trên người Đường Tam bị mạnh mẽ rút ra. Phá ra thịt, rút xương cốt, loại cảm giác thống khổ này dưới tình huống bị khuếch đại lên, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đau đến mức không chịu nổi, mà cho dù là đường tam, ý chí của hắn vô cùng kiên cường. Dưới sự thống khổ mãnh liệt như thế này, kinh mạch toàn thân hắn cũng đều tê liệt hết. Sự thống khổ tột cùng trước giờ chưa từng thấy qua này, kích thích cho mỗi dây thần kinh trong cơ thể của hắn đều kịch liệt run dậy. Cùng lúc đó, một trong số 8 cái bục nhỏ lơ lửng xung quanh, cái bục mà đường tam đang đứng, có một cái bay ra lơ lửng trước mặt đường tam khoảng một thước. Bên trên cái bục nhỏ kia phát ra quang mang kim sắc lóng lánh, lượn sóng rất đẹp, Đáng tiếc lúc này đường Tam đang vô cùng thống khổ Nào có tâm trí mà thưởng thức cảnh đẹp Một đạo kim quang từ sau lưng đường Tam bay đến Ngừng lại ở trước mặt Vừa đúng ngay trên cái bục nhỏ kia Cũng có một rớt ra xuống đó Mà chỉ lô lửng trên cái bục Cách khoảng nửa thước Rõ ràng là một cái xương sườn Xương sườn của đường Tam Đường Tam cũng không có cảm giác sai Đúng là xương cốt của hắn đang bị mạnh mẽ rút ra Xương sườn, kim sắc xương sườn Đường Tam mạnh mẽ áp chế sự sợ hãi trong lòng dưới tình huống cực độ thống khổ, hắn vẫn như trước nói với chính mình, nhất định phải bình tĩnh. Thanh sừng sườn bị gỡ xuống này tựa hồ chính là một cây song số bát chu mâu của hắn. Phải biết rằng hiện tại bát chu mâu đã tiến hóa thành thần khí, không ngờ vẫn còn bị rút ra, đủ thấy năng lượng đang kiểm chế hắn cường đại đến mức nào. Giống như để chứng minh cho sự phán đoán chính xác của đường Tam, cây xương sườn kia vừa mới ổn định lại trên cái bục tròn nhỏ, lập tức phóng thích ra qua mang trói loại, đột nhiên biến to ra, hóa thành một cái chân nhện dài khoảng 3 thước, đúng với hình dạng của một cái chân nhện trong bát chu mâu. Sự thống khổ kịch liệt lại dâng lên, rắc một tiếng nữa, Đường tam chỉ cảm thấy thân thể mình cùng với một cây xương sườn bị bẻ ra mà trở nên mềm mềm thêm một chút. Nội lực huyền thiên công trong cơ thể hoàn toàn bị áp chế, không thể vận chuyển để giảm đau, đường tam lúc này chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Ngày lúc này, thanh âm lạnh như băng mà lúc trước đường tam tiến hành hại thần thần điện đã nghe qua lại đột nhiên vang lên. Gỡ bỏ các trói buộc, nếu ngư ngăn cản về rút ra hồn cốt, khảo hạch xem như bị gián đoạn. Hậu quả nghiêm trọng nhất của gián đoạn khảo hạch là hủy bỏ kết quả, không được rời khỏi bục trung tâm quá phạm vi hai thước, không được thay đổi vị trí thân thể chủ yếu bị rút hồn cốt, nếu không coi như từ bỏ việc truyền thừa. Thành ngầm vừa vang lên, tất cả các trói buộc nhất thời mất hết, đường tam lại khôi phục được năng lực hành động. Cơ hồ ngay lập tức hắn thở sâu một cái, liều mạng thu dục nội lực huyền thiên công của mình, không phải là vận chuyển hay phát động gì mà là trực tiếp nhắm vào lồng ngực mình biến thành một tầng phòng ngự cảm giác tận khả năng chăn lại cảm giác sâu sắc cực đau đớn về mặt thần kinh của mình mà lúc này đường tam đột nhiên ý thức được chính mình có thể khôi phục được hành động còn tệ hơn là lúc hắn hoàn toàn bị phong bế lại thân thể toàn bị phong ấn ít nhất khi hắn bị thống khổ kịch liệt còn có khả năng đem toàn bộ tâm lực để mà nghênh đón thống khổ nhưng mà hiện tại hắn đã khôi phục lại năng lực hành động trong kịch liệt đau đớn như vậy Hắn cơ hồ là trong bản năng nghĩ đến việc phóng ra ngoài hoặc là phát động hồn lực để tiến hành công kích. Một khi mà hắn làm ra những động tác như vậy, quá trình truyền thừa hải thần cũng tự nhiên mà gián đoạn. Bởi vậy hắn phải toàn tâm toàn ý mà khống chế thân thể của mình, tận khả năng để mà bảo trì tư thế không thể di động. Lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Nếu ngay tại thời điểm này mà mình còn không kiên trì nổi, quá trình truyền thừa phía sau sẽ tiến hành như thế nào đây? Trong lòng đường tam dâng lên một cỗ lực lượng dữ tận, hắn vẫn là cắn răng bất động, nhưng cơ thể cùng với kinh mạch run rẩy vẫn không thể khống chế được Nhưng hắn vẫn giống như một cây đinh đứng tại chỗ đó Thân thể tuy rằng run rẩy kịch liệt nhưng vẫn là đứng nguyên vị trí Cách một tiếng lại một thêm cây xương sườn bị rút ra Đau nhức làm cho trước mắt đường tam hóa thành một mảnh màu đen Nhưng tinh thần hắn lại thanh tỉnh dị thường Thậm chí còn có thể đem quá trình đau đớn kia tiến hành phân tích Trái tim đường tam lúc này đã đập nhanh gấp 3 lần bình thường Càng thêm quỷ dị chính là xương sườn hắn tuy rằng đã bị gỡ xuống Nhưng trên mặt đất cũng không có chảy máu một tia máu tươi nào Hơn nữa, tại vị trí mấy cây xương sườn kia dỡ xuống Cũng chỉ có cảm giác hơi bị rút ra, có một trận những súng mà thôi Ngoại trừ đau nhức ra cũng không có cảm giác ảnh hưởng đến sự chống đỡ của lồng ngực phải biết rằng loại tình huống này trước đây chính là cũng đã từng trải qua, nhưng lúc đó là hắn tự mình chặt đứt cánh tay của mình, mạnh mẽ tách hồn cốt ra chứ không phải là tách hồn cốt ra khỏi xương cốt của mình. Dù sao năng lực của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải cũng đã đủ khả năng làm cho cánh tay của hắn bị chặt rồi vẫn mọc lại được. Hơn nữa chủ động chặt bỏ một khối hồn cốt cho dù cường giả cấp bậc phong hào đô la đi nữa cũng bởi vì vậy mà làm hồn lực giảm xuống 10 cấp. Lúc trước hắn cùng với cha hắn đường hào cũng đã từ nếm trải cảm giác này rồi. Nhưng mà lần này quá trình tách hồn cốt ra khỏi xương cốt tuy rằng vô cùng thống khổ nhưng hồn lực của Đường Tam hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Có được sự nhận biết như vậy, giúp Đường Tam cảm giác giống như sự thống khổ sau lưng cũng không có mãnh liệt như vậy nữa, chân chính nhận thức được tác dụng thần kỳ của thần lực, như vậy làm cho trong lòng hắn trên mặt ý thức đã tiếp nhận sự thống khổ này, ý chí của Đường Tam vốn là vô cùng cường đại, thậm chí so với khí lực thần cấp kia của hắn còn mạnh mẽ hơn một chút. Đương nhiên loại kịch liệt thống khổ này đối với sự tiêu hao thể lực của hắn cũng rất lớn, mồ hôi tuôn ra như tắm, giọt lớn giọt nhỏ không ngừng chảy xuống mặt đất. Đường Tam cũng không có hớp từng ngụm từng ngụm lớn hô hấp để giảm bớt thống khổ. Hắn làm như vậy càng làm thêm thể lực hắn tiêu hao nhanh hơn. Hắn biết rõ trong quá trình truyền thừa chỉ sợ bất cứ ngoại lực nào đều không có tác dụng ở đây, cho nên hắn cũng không có ăn mấy loại hương tràng mà áo tư tạp đã đặc chế cho hắn. Trong đầu hắn chỉ không ngừng nói với chính mình, mỗi lần chịu được một lần đau đớn, thực lực của mình sẽ tiến bộ thêm một phần. Rắc rắc, Rắc rắc liên tục vang lên, cứ mỗi một tiếng kêu khiến người khác lạnh người như vậy, đều có một cây xương sườn bay đến cái bục tròn nhỏ trước mặt Đường Tam. Một người bình thường mà nói chưa bao giờ tự cảm nhận được mình có bao nhiêu hạnh phúc, nhưng nếu là một người vừa mới đi ra từ sự kịch liệt thống khổ, dần dần khôi phục lại bình thường, quá trình đó sẽ làm người đó cảm nhận được sự hạnh phúc vô bờ bến. Lúc này Đường Tam chính là đang cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn đó, đồng thời cảm giác hạnh phúc này lại từ trong cơ thể hắn phát sinh ra một vài biến hóa kỳ dị gốc của 8 cái chân nhện gắn lại với nhau tạo thành hình bát chu mâu hoàn chỉnh. Kim sắc quang mang sáng lói lưu chuyển trên đó, thậm chí còn có thể chứng kiến được đám tư vàng thôn phệ đang phun ra nuốt vào. Đám ngoại phụ hồn cốt mười mấy năm nay đi theo đường Tam bây giờ lại bị rút ra như vậy. Trên người đường Tam mặc dù thống khổ đã biến mất, nhưng trong nội tâm lại xuất hiện cảm giác mất mát mãnh liệt. Đúng lúc này bát chu mâu trước mắt đường Tam lại xuất hiện biến hóa. Từ bên dưới hải dương màu kim sắc kia, bay ra 8 cái cột nước lớn, mỗi một cái cột nước đều có cùng kích thước với bát chu mâu, đồng thời xông lên 8 cái chân nhện. Nhất thời đám nước biến thành màu kim sắc kia đã bao phủ hoàn toàn bát chu mâu, lại bị bát chu mâu kia hấp thụ hết. Một tầng kim sắc quang mang giống như ba đào từ trong 8 cái chân nhện kia đột nhiên phát ra, dần dần dày đặc trên mỗi cái chân nhện. Đám hoa văn kia nhìn qua thấy rất lớn, nhưng ngắn gọn hoàn toàn kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, làm cho bát chu mâu nguyên bản thập phần hoa lệ lại càng thêm xinh đẹp hơn. Hơn nữa, đương ta mơ hồ cảm giác được sau khi được 8 cái cột nước biển rót vào trong, bà mô trước mắt mình tựa hồ như đang bành trướng ra, cũng không phải là dài ra thêm mà là dần dần phồng lên to. Cùng với quá trình biến to đó, đám hoa văn cuộn sóng hình đám mây trên bề mặt bát chu cũng dần dần to ra thêm. Không đợi đường tam suy nghĩ nhiều, đột nhiên một màn rung động vô cùng giống như là lưu tinh đột nhiên xuất hiện trước mặt đường tam. 8 cái chân nhện thon dài kia đột nhiên rút ngắn lại nhưng lại càng trở nên thô to hơn, mỗi một cái đều có chiều dài khoảng chừng hai thước nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đám hoa văn cuộn sóng hình đám mây kia không ngờ, trong nháy mắt giãn nở to ra giống như là phá kiến thành bướm vậy, tám cái cánh kim sắc thật lớn cũng mở ra. Tám cái cánh kia, mỗi một cái đều có chiều dài khoảng 2 thước, rộng chừng một thước, những hoa văn cuộn sóng hình đám mây chính là những sợi lông chim. Mỗi lần tám cái cánh nhẹ nhàng phe phẩy, đám hoa văn hình đám mây kia cũng dao động theo, viễn hóa ra ánh sáng kim sắc trong suốt như ngọc, phía cuối cánh lại cực kỳ sắc nhọn, giống như là lưỡi kiếm vậy. Qua ngày hoa Mỹ cực kỳ động lòng người, mỗi một lần vẫy lên giống như là đang phát ra lời kêu gọi đối với đường Tam vậy. Cái này chính là bát chu mâu của ta hay sao? Nội tâm hắn sinh ra rung động kịch liệt. Ngay sau đó, một cảm giác mừng như điên không gì nói hết được trong nháy mắt từ trong lòng đường Tam dâng lên. Sự vui sướng mãnh liệt kia cơ hồ trong nháy mắt thôn phe tâm hồn hắn, linh hồn hắn. Đường Tam cơ hồ khắc chế không được, muốn lao ra, ôm lấy, vuốt ve bộ cánh động lòng người kia. Mà bát chu mâu biến hóa thành tám cái cánh kia cũng giống như là đang ngoắc hắn lại, truyền đến cho hắn một loại tình cảm vui sướng nồng đâm cùng với mãnh liệt không muốn rời xa. Chân trái đường tam đã bước lên, một bước chỉ cần một bước ngắn ngủi này thôi, hắn sẽ có được hải thần bát cánh dung hợp hải thần thần lực của hắn. So với thiên sứ lục cánh của thiên nhận tuyết còn có nhiều hơn hai cánh, loại cảm giác này tuyệt vời đến thế nào? Đột nhiên ngay tại thời điểm đó, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng từ tám cái cánh trước mặt chuyển đến, mạnh mẽ làm cho Đường Tam lúc này đã nâng chân trái lên, phải ngừng ngay tại giữa không trung. Cảm giác nguy cơ này chính là do Hải Thần bắt cánh chuyển đến cho Đường Tam, cũng có thể nói là bắt chu chuyển đến cho Đường Tam. Tất cả sự vui sướng khi cũng bị cảm giác nguy cơ này làm cho biến thành hư ảo. Đường Tam vẫn duy trì động tác lúc trước, toàn bộ thân thể ngưng đong lại, thân sắc trên mặt cũng trở nên cứng ngắc hơn. Một bước này sao lại có thể bước ra? Lời nói của thanh âm lạnh như băng lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tay. Nếu mình rời khỏi vị trí này, như vậy quá trình truyền thừa hải thần sẽ thất bại. Thật là quá trình khảo hải truyền thừa khủng khiếp. Lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Đầu tiên là kịch liệt thống khổ. Sau khi thừa nhận xong sự thống khổ lại là cảm xúc, hạnh phúc mãnh liệt hoàn toàn đối lập. Niềm hạnh phúc như điên khi chứng kiến bát chu mâu chuyển hóa thành hải thần bắt cánh huyễn lệ. Một người cho dù là ý chí cùng với nghị lực vô cùng kiên định. Tại tình huống không có gì dự báo trước, có lẽ hắn vẫn có thể chịu đựng được sự thống khổ mãnh liệt, nhưng mà hắn có loại năng lực chịu đựng niềm vui sướng mãnh liệt hay sao? Đường Tam chính là một ví dụ. Nếu so sánh với quá trình truyền thừa thiên sứ chi thần của Thiên Nhận Tuyết, quá trình truyền thừa hải thần của Đường Tam tựa hồ quá mức gian nan. Dù sao tám khảo hạch trong quá trình truyền thừa này căn bản cũng không nên gian nan như vậy, nhưng mà không nên quên, Đường Tam đã đánh mất đi hải thần chi tâm. Nếu như có hải thần chi tâm tồn tại, như vậy trước khi bắt đầu tiến hành truyền thừa, Hải thần tri tâm nhất định sẽ cấp cho hắn những nhắc nhở vô cùng hữu dụng. Với sự thông minh của đường Tam, nếu như có sự chỉ điểm kia, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị lừa như vậy. Mà trên thực tế, bác Chu Mâu có thể thành cảnh tình thờ đường Tam lúc này đã coi như là hải thần ngầm giúp đỡ cho đường Tam rồi. Đương nhiên cũng không phải là hải thần làm cho bác Chu Mâu cảnh tình gắn. Chuyện phạm phi, luật lệ giới thần, hải thần tuyệt đối không làm, nhưng hắn lại có thể làm cho trình tự diễn ra các khảo nghiệm của đường Tam thay đổi. Cùng lúc với việc Đường Tam từ cảm giác mừng như điên tỉnh táo lại, một lần nữa ổn định lại tâm thần mình, từ trong cái bục tròn nhỏ kia, nhất thời bốc lên một tầng vũ khí màu lam kim sắc nồng đậm, đem hải thần bắt cánh hoàn toàn bao phủ lại, giống như là gói nó lại vậy. Quang mang lóe lên, cái bục nhỏ đại biểu cho khảo hạch đầu tiên của quá trình truyền thừa đã chậm rãi bay lên, trở về vị trí ban đầu của nó. Ngay tại khai khắc nó rời đi, cái bục nhỏ thứ hai đã lặng lẽ bay đến, ngừng trước mặt Đường Tam, có kinh nghiệm của lần đầu tiên, Đường Tam vội vàng thu liễm tâm thần cũng như là hắn lường trước vậy, sự thống khổ kịch liệt lại truyền đến. Lúc này sự thống khổ đến từ cánh tay phải của hắn. Hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng một bàn tay bằng năng lượng kim sắc chợt xuất hiện tại cánh tay phải của đường Tam, làm ra động tác, nắm bắt hư ảo mà sự thống khổ kịch liệt cũng tại thời khắc này bắt đầu. Trải qua khảo nghiệm đầu tiên, đường Tam đã mơ hồ hiểu được trong quá trình khảo hạch, hải thần này phải không ngừng trải qua thống khổ, chỉ sợ là toàn bộ bảy khối hồn cốt của mình đều bị rút ra hết mà cái khảo hạch cuối cùng kia hẳn phải là phục hồi lại hải thần tam so kích như cũ. Giống như là khảo hạch đầu tiên, tuy rằng hắn đã trải qua sự thống khổ mãnh liệt, nhưng cuối cùng suýt chút nữa làm cho quá trình truyền thừa của hắn thất bại, chính là đến từ sự vui sướng trong nội tâm. Rõ ràng, quá trình khảo nghiệm chính là những biến hóa về cảm xúc sau khi rút ra hồn cốt, căn bản là muốn dùng loại phương thức làm cho ảnh hưởng đến mình, làm cho mình rời khỏi cái bục tròn này, chỉ cần mình vừa hơi rời khỏi nơi này, lập tức sẽ tuyên bố truyền thừa thất bại. Hồn cốt cánh tay phải, tốc độ rút ra của nó so với lúc rút ra bát chu mâu còn nhanh hơn một chút. Sự thống khổ phải thừa nhận cũng tự nhiên ít hơn một chút. Điều này cũng nhờ đường tam quan sát mà biết được. Hắn mơ hồ hiểu được thời gian rút ra hồn cốt càng dài, chứng tỏ phẩm chất của hồn cốt sẽ càng cao. Sau khi được hải thần năng lượng thấm vào lại càng sinh ra hiệu quả tốt hơn. Hồn cốt cánh tay phải thiên thành ngưu mãng mặc dù cũng rất tốt, nhưng cùng với bát chu mâu đã tiến hóa thành thần cấp mà so sánh, vẫn còn nhiều tranh lệch. Điều làm Đường Tam tò mò chính là sau khi chấp nhận sự thống khổ kịch liệt, hắn đã biết được Bát Chu Mâu biến thành hải thần bắt cánh, vậy cánh tay phải hồn cốt thiên thành ngư mãng sẽ biến thành cái gì đây? Đáp án rất nhanh được công bố, chính cái đáp án này làm cho Đường Tam một trận kinh hãi mãnh liệt. Đúng vậy, không phải là kinh hỉ mà là kinh hãi, thậm chí có thể nói là kinh sợ. Cánh tay phải hồn cốt thiên thành ngư mãng lặng yên ở trên cái bục tròn nhỏ kia, một cỗ sóng biển kim sắc đánh lên cái bục kia, đem toàn bộ khối hồn cốt bao phủ lại. Năng lượng của kim sắc hải dương cũng chính là năng lượng hải thần đã rất nhanh dung hợp vào bên trong cánh tay phải hồn cốt thiên thành ngưu mãng, làm cho khối hồn cốt này xuất hiện những biến hóa kỳ dị. Khối hồn cốt chợt biến hóa lớn lên, trở nên thô chắc như cánh tay của đường tam vậy, nhưng cũng không có chỗ gấp khúc, giống như một cây gậy nằm phía trên cái bục tròn nhỏ kia. Nhưng hơn trên đầu nó là một khối hình tròn giống như cái nấm vậy. Như vậy chỉ cần bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ cảm giác hết sức quen thuộc. Nếu nó rút nhỏ lại cũng chỉ có chút giống như là phi hành ma cô chàng của áo tư tạp vậy Đường Tam thậm chí còn ngửi thấy từ đó bốc lên một mùi vị tanh tuổi. Lừa giận trong nháy mắt bùng phát mãnh liệt Sự vấn nộ kịch liệt làm cho đường Tam vô thức nâng cánh tay phải của mình lên Mà ngay lúc này một âm thanh hết sức đáng kinh Giống như âm thanh lạnh lẽo mà đường Tam từng nghe qua lúc trước chợt vang lên Ngượng ngùng cải tạo thất bại Đường Tam chỉ cảm thấy đại não của mình giống như là bị lửa giận làm cho nổ tung lên vậy Làm nhục hắn cũng không sao nhưng mà cái đang bị làm nhục lại chính là thứ mà đại minh hiến tế Dùng tính mạnh của hắn mà tạo thành hồn cốt Hồn lực trong cơ thể hắn không thể phát ra Nhưng mà hắn chỉ cần tiến lên thêm một bước nữa Hắn lập tức có thể đem thứ vô cùng ghê tởm kia đánh bay đi mất Một bước này Chỉ còn nửa bước là đã hoàn thành Chân đường tam đã nâng lên Thậm chí lúc này trong đầu hắn đều ý thức được bây là cái bẫy của quá trình truyền thừa Đã là bẫy dập thì sao cơ chứ Cho dù không có hoàn thành quá trình truyền thừa này Chính mình cũng không thể để cho Đại Minh thừa nhận sự sỉ nhục như thế Nhưng mà ngay tại trong ánh mắt của đường Tam sắp hoàn thành một bước này Một thanh âm quen thuộc là ma mỏng manh đột nhiên vang lên Đường Tam, đừng có mắc mưu Huynh đệ của ta, sự tức giận của người cũng đủ để làm cho ta cảm nhận được sự tôn trọng rồi Với ta mà nói vậy là đủ rồi Có thể trở thành một bộ phận của thần đã là vinh hạnh của ta rồi Cái này đường Tam lúc này sắp bước ra khỏi cái bục tròn Đã được giữ vững lại mà cái giúp hắn đứng vững lại lại chính là thứ chất lỏng tanh tưởi đang phun ra từ đầu cái nấm tròn kia. Đại Minh, ánh mắt đường Tam đã có hơi chút mơ hồ, hắn nhận ra đây chính là thanh âm của linh hồn Đại Minh. Không cần phải nói thêm gì nữa, chẳng lẽ ngươi lại muốn bởi vì không hoàn thành quá trình truyền thừa mà chết trong này, làm cho tiểu vũ thương tâm hay sao? Đối với hồn sư bình thường mà nói, bọn họ sở dĩ có thể đạt được hồn cốt đều là nhờ vào liệt sát hồn thú mà thu được. Tự nhiên là đối với bản thân hồn sư sẽ trần ngập địch ý, Trừ phi là giống như bát chu mâu vậy Tiên hòa đến thần cấp Đã đến trình độ cùng với đường tam hòa hợp gắn bó như vậy Mới có thể sinh ra tình cảm thân thiết Nhưng mà đường tam cũng không giống như hồn sư bình thường Canh tay phải hồn cốt thiên thanh ngư mãng Chính là do đại minh cam tâm tình nguyện hiến tế mà có Linh hồn đại minh cũng còn tồn tại bên trong khối hồn cốt chứng kiến đường tam phục sinh lại tiểu vũ hắn tuyệt đối là vui mừng dưới tình huống như vậy tuy rằng khối hồn cốt này cũng không phải là thần cấp hồn cốt nhưng đại minh lại dùng chính linh hồn lực của mình để phát ra lời nhắc nhở cho đường tam thà rằng chính mình chịu nhục cũng không để cho đường tam làm hỏng quá trình truyền thừa lúc này đây cũng không phải là sự an bài của hải thần cũng không phải là vận khí mà là đại minh đã cứu lại quá trình truyền thừa của đường tam hai mắt đường tam đã ươn ướt hắn vừa mới ướt nước mắt vừa thu hồi một chân đã nâng lên của mình đại minh ta nhất định sẽ không để người thất vọng ngay lúc tâm tình đường tam rút cổ cũng ổn định lại hoàn toàn bình tĩnh xuống mọi thứ trước mắt là một lần nữa biến hóa vật thể hình giống chiếc nấm kia đột nhiên phóng to lên trong làn khói màu kim sắc thấp thoáng một tiếng rồng ngâm vang lên đường tam dường như thế lại được bản thể của đại minh chẳng qua là thu nhỏ lại mà thôi mà bản thể của đại minh dưới tác dụng của luồng khói kim sắc kia rất nhanh đã biến hóa thiên thành ngưu mãng đầu trâu mình rắn cứ việc trong đó chỉ có linh hồn đại minh chứ không có thân thể nhưng cũng trong nháy mắt này hắn tựa hồ như hoàn thành được tâm nguyện mà thâm hại ma kình vương kia trăm vạn năm cũng không có khả năng hoàn thành chỉ trong chớp mắt, Đại Minh đã biến thành một con kim sắc long, từ trên cái bục hình tròn nhỏ kia bay vút lên cao. Tuy rằng thân thể nó rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác như là bay lên 9 tầng mây vậy. Đúng vậy, đây mới chính là hiệu quả tiến hóa chân chính của cánh tay phải hồn cốt thiên thanh ngưu mãng do Đại Minh biến thành. Đường Tam đưa tay lau nước mắt của mình, tâm tình của hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Đầu tiên là lấy cảm giác mừng như điên để làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình Mà cửa khảo hạch thứ hai lại là lấy sự phẫn nộ để làm ảnh hưởng đến tâm trí của mình Thật là sự khảo hạch truyền thừa khủng khiếp Dùng phương thức làm nhục đại minh để chọc giận mình Hơn nữa còn cố tình dùng năng lượng truyền thừa dẫn dụ làm cho tâm tình mình xuất hiện biến hóa Cho dù là dưới tình huống hắn đã biết rõ ràng đây là cạm bẫy Mà chính hắn cũng suýt nữa là bước vào Quá trình truyền thừa hải thần sao lại gian nan như thế này Vượt qua được hai cái khảo hạch, Đường Tam đối với quá trình truyền thừa hải thần càng thêm ấn tượng sâu sắc hơn. Cái này chính là nói một hiểu mười, Đường Tam thông minh như vậy đã lập tức sực nhớ đến một câu nói trong điển địch võ lòng, Tam tự kinh của Nho Gia tại tiến kiếp của hắn, rằng là hỉ nộ, rằng là bi ai, ác ái dục thất tình.